Nepal, hòa bình trong tầm tay. Lời nói đầu cho lần tái bản. Thưa quý độc giả thân mến, khi cuốn sách này được tái bản nằm trong tay quý vị, thì tình hình đất nước Nepal đã sáng sủa hơn và có nhiều triển vọng cho hòa bình mà chúng ta đã làm việc và mong ước từ nhiều năm qua. Chiến sự đang đẫm máu và khốc liệt, bỗng nhiên các phe chịu ngừng bắn, làm các cường quốc trên thế giới và các nước cung cấp vũ khí cho đôi bên rất đỗi ngạc nhiên. Họ không ngờ lại có sự việc như vậy xảy ra, vô cùng đột ngột, ngoài dự đoán của mọi người. Những phe lâm chiến đồng ý buông súng, ngồi vào bàn hội nghị thương lượng các điều kiện đôi bên đưa ra. Đặc biệt, phe Maoist đồng ý rời khu kháng chiến trong rừng núi ra thị thành hoạt động công khai như các đảng phái khác. Đáng phấn khởi hơn nữa, cánh Maoist và chính phủ đồng ý nộp vũ khí vào kho và giao chìa khóa cho Liên Hợp Quốc giữ. Chính phủ, Quốc hội Liên Hợp tạm thời sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội sắp tới trong sự giám sát của các nước trên thế giới. Đây là kết quả rất đáng khích lệ cho một quốc gia vừa trải qua tình trạng chiến tranh tàn khốc, đẫm máu, giết chết hàng chục ngàn người dân vô tội. Kết quả vô cùng tốt đẹp này do sự vận động làm việc liên tục trong nhiều năm đầy khó khăn thử thách, trong đó có sự đóng góp tích cực của quý anh chị em thân hữu từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta. Tôi trân trọng, thành kính tri ân chư thân hữu, bạn bè các nơi đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này về nhiều phương diện cho hòa bình Nepal trong nhiều năm qua. Làm được việc đó, một phần là do chúng ta tri ân đất nước này đã sản sinh ra Đức Phật Thích Ca cách đây trên 25 thế kỷ. Phận sự chúng ta tới đây coi như đã làm xong. Phần còn lại, các giới lãnh đạo và người dân Nepal phải tự làm lấy. Chúng ta không thể nào làm khác hơn vì chúng ta là người ngoại quốc. Nói tóm lại là hòa bình nằm trong tầm tay của người Nepal như chúng ta đã đề nghị và họ đang làm. Mong họ tiếp tục trọn vẹn. Còn rất nhiều điều quẩn khúc hấp dẫn của lịch sử, sân khấu chính trị Nepal, đặc biệt là số phận nhà vua như tôi đã tiên đoán cách đây 3 năm. Mong có dịp tôi sẽ kể tiếp để chúng ta cùng suy nghiệm nhiều điều hay, mầu nhiệm trong cuộc đời này. Sự sống quá vô thường, biến đổi liên tục, nhưng không biết tại sao con người cứ giành giật đủ thứ, làm khổ nhau và cuối cùng họ bị trả quả báo nhãn tiền ngay kiếp hiện tại. Thành kính tri ân chư liệt vị, rất mong mỏi được đón tiếp quý vị thăm viếng Lumbini và dừng chân trú ngụ nơi Việt Nam Phật Quốc tự Lumbini, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Đức Phật giáng trần. Lumbini, tháng 12 năm 2007, Huyền Diệu. Lời nói đầu trong lần xuất bản đầu tiên. Đời người thật là kỳ diệu và mầu nhiệm vô cùng. Nếu chúng ta thật sự tĩnh tâm và bình thản, chúng ta sẽ khám phá và nhận thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều hay, biết bao nhiêu điều mầu nhiệm đã đến với chúng ta. Trong một lúc linh thiêng nơi thánh địa nào đó, chỉ cần ta có một tâm niệm lành cho mình, cho chúng sanh, thì một thời gian sau, những điều tốt sẽ đến một cách bất ngờ trong sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể ngờ được. Như khi tôi đến chiêm bái thánh địa Lumbini, Lâm Tỳ Ni, nơi Phật giáng trần, tận mắt thấy thánh địa điêu tàn, không cầm được nước mắt. Tôi bèn tụng kinh trì chú, niệm Phật và cầu nguyện với mơ ước được thấy Lumbini phát triển. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Gần 30 năm sau, tôi lại là người ngoại quốc đầu tiên được mời đến cấp đất để xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, đó là Việt Nam Phật Quốc tự Lumbini. Sự hiện diện của Việt Nam Phật Quốc tự đã kéo theo sự xây cất các chùa tháp, cơ quan văn hóa xã hội của trên 22 tổ chức Phật giáo các nước trên thế giới, tạo thành một thành phố hòa bình của tôn giáo tại vườn Lumbini. Thật là mầu nhiệm. Năm đầu tiên tôi không thấy có chim hồng hạc. Năm thứ hai, tôi may mắn và vui mừng bất chợt thấy được
hai con xuất hiện gần tòa lâu đài bằng tre lá của mình tại khuôn viên Việt Nam Phật Quốc Tự. Tôi cùng bạn bè, đệ tử ra sức bảo vệ. Nay số lượng hồng hạt tăng, chúng tôi đếm được 66 con quanh vùng Lumbini. Thật là tuyệt vời kỳ diệu. Nhờ đi đếm chim hồng hạt, tôi tận mắt thấy cảnh khổ của dân làng khi vượt qua dòng sông Quan Nghiệt. Tôi cầu nguyện và mơ ước, thế là làm được cây cầu. Rồi mọi người thi nhau làm việc thiện. Còn những điều hay và mầu nhiệm khác trong cuộc đời này, tôi mong có dịp kể để cùng quý vị chia sẻ. Khi tôi đến Nepal, đất nước tươi đẹp hùng vĩ này, mọi người sống trong an lạc hòa bình. Bất chợt không may chiến tranh xảy ra, làm trên 14.000 người chết, hàng trăm ngàn người mất nhà mất cửa, nhiều tỷ đô la tài sản tiêu tan vì chiến tranh, dân thường mỗi ngày mỗi nghèo mỗi đau khổ hơn. Nhiều lần học trò đệ tử yêu cầu tôi rời khỏi xứ này để được an lành hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ rằng khi mình đến Nepal thì xứ này có hòa bình, nay chẳng may có chiến tranh xảy ra, mình nỡ lòng nào bỏ đi. Tôi đã quyết định bằng mọi cách ở lại để tụng kinh, trì chú cầu nguyện và đóng góp được gì cho hòa bình trở lại xứ này thì tôi sẽ sẵn sàng làm. Đất nước này đã có nhiều vị Phật và thánh nhân sinh ra, và người dân Nepal nổi tiếng trên thế giới là dân tộc yêu chuộng hòa bình, dân tộc sống mạnh về tâm linh. Do vậy, mặc dù tình hình rất xấu, nhưng tôi vẫn tin tưởng là sự mầu nhiệm sẽ đến với dân tộc và đất nước này. Đó là hòa bình thật sự trở lại trên đất nước Nepal. Xin tất cả chư vị cùng tôi cầu nguyện và cùng chân thành làm việc để sớm có hòa bình thật sự trên đất nước Nepal. Thành kính tri ân chư liệt quý vị, thầy trò chúng tôi mong mỏi sớm được gặp và đón tiếp quý vị nơi Lâm Tỳ Ni. Xin kính mời quý vị dừng chân thăm viếng và trú ngụ tại Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật Thích Ca giáng trần. Thích quyền diệu.